Dạ, chắc xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Ốc Nhỏ Miền Tây. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Thì ruộng lúa cũng sắp chín cả nhà, xả nước ra, thấy có dấu vỏ ếch bộn mà. Giờ cha con tem Ốc Nhỏ cùng đi đặt lò phết đây. Như thế nào cả nhà biết sao em? Dạ, chắc xin mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng đi với gia đình mình luôn nha. Rồi đây, em cầm cho cái. Cũng tới địa điểm rồi cả nhà ơi, bắt đầu cha con mình cùng đặt. Ngồi em ơi, đặt giữa nó đặt đây. Cứng cứng nghe cha. Mồi của mình là cá ương nha cả nhà, với dầu chuối. Cho nó vô ngay ở ba đường tình đi. Cắn cái mí này lại coi dính ếch nhiều nhiều cho nó đừng có lúc lắc. Cái đồng của chỗ mình là bây giờ lúa vàng hết này cả nhà ơi. Tầm 10 bữa nữa là có cắt lúa rồi. Đừng mưa này chảy nước ra là lạnh đó. Sao mà vô lá quá lá rồi. Cá nhiều quá ta. Cái con non không anh này. Kiểu này chắc ít. Ồ anh này mưa ngập không quay. Mưa nó bỗng nó rút nước ra mà cha. Rồi ha. Rồi, tỏ Út ơi. Tỏ Út. Chờ cái cây đi Út. Ba cây đó Út. Ba cái nhánh cây khô đó Út. Nó kìm gì vậy cả nhà? Nó dạng nó không được rất cái lợp. Rồi đưa vô cái chỗ khuất khuất trong lúa luôn nè. Kiếm kèn cắm lại cho nó là xong. Ớt tím này cả nhà ơi, nhìn lạ quá luôn. Cái bông nó cũng màu tím luôn. Hồi nãy là gia đình mình đặt ở ngoài ruộng, bây giờ sẽ đặt trong vườn cam nha. Mở miệng nó mau mà nữa nó giãn.
Trái cam này, cây cam này quá lùng luôn cả nhà ơi. Nó sát đất luôn. Đây là cách thức mình đặt lợp đi, hôm mình để nằm về ha cả nhà. Đây là cái giường của cháu Phú, là kim cơ kim ếch bự, cái cây dưới trên miếng nữa coi, giết vì ba chơi ém lại quá rồi. Thì lọc hết cho con đặt cũng vừa xong cả nhà ơi, hẹn cả nhà sáng mai thăm như thế nào ha. Dạ bây giờ thì cho con mình sẽ đi về thôi cả nhà. Trời mưa à, mưa lớn sợ nước nó ngập mà, nhưng có lớp bê bọng mình đặt vô ga á cả nhà, nước ga vô không được thì cũng không có đến đổi đâu, để coi mai như thế nào. Thôi đi về cả nhà ơi. À, Trang xin chào cả nhà buổi sáng luôn nha. Chào cả nhà. Sáng nay gia đình mình đi cuốn lợp như thế nào em cả nhà? Dạ, xin mời cùng đi. Xin mời cả nhà cùng đi cuốn lợp với gia đình mình luôn nha. Đến địa điểm mà cả nhà ơi. Ôi, con nhái. Lợp đầu tiên. Con ếch con. Ê, con ếch bự bự, con cú à. Đâu? Con cú bành ký dưới đây nè. Con cú. Đâu đặt lợp hết chín cua. Không vui rồi à, tính nó dính con ếch bự nó dính cứng lại hay gì. Không vui rồi. Bắt nhái vậy nữa con cấm câu nghe cha. Rồi. Mới nói rồi. Đó, con chà bá luôn rồi. Ê, chà, ăn nhái nè cha. Đâu? Ừ, đốt bỏ chứ. Cái đầu tiên. Ê da, ê da. Ê da. Cần kình này nó quay nó kẹp anh. À, để vô đi. Cầm dây út. Ủa vậy là không có con ếch trong cái lọ hả? Không. Con nhái như con cua à. Một con. Đầu giờ nhóc trơn nhưng mà có con ta. Coi mặt dưới rồi cha, nó có kẹt cái dưới không? Rồi một chút xuống nha. Cũng được. Giò kìa, nắp chưa. Ôi trời, hai con ếch bự em ơi. Vô. Ê con. Ba con. Ôi. Vô. Này lợp luôn. Chỗ này là lúc nào cũng chạy hết ha. Thôi đi ra kia đi chơi. Ở đây chặt hẹp quá. Ở đây có một cái bờ đê thôi. Đó đi lắm mình nè. Đi vô trong bờ. Đó.
chú ra. Một em liền tay có ngay em ít khủng nữa nè. Ôi ơi. Hai em. Hết này cả nhà. Quá đã. Ba luôn hả anh? Ba con. Wow. Này còn nhỏ hơn rồi. Đâu đâu một có khủng hoài em. Cũng phải khác nè. Đực. Em này em đực nè nè, thấy hai cái mang đó không nè, hai cái lỗ nè. Hai cái lỗ này là ít đực nè, nó kêu lớn lắm. Tà mỏ luôn anh. Ừ. Nó vô lợp này phải tà rồi em, nó nhảy dữ lắm. Ôi, chín cây luôn kìa, nó thối trên đầu luôn á. Trời đất ngon lắm, để ăn kiếm chuyện gặp nè. Đây, cái bữa này của cô Tư nha cả nhà. Đây, địa điểm ở dưới đặt có 3 cây cả nhà ơi. Giờ mình tiếp tục đầu trên. Chạy. Rồi. Không chạy chả? Không chạy. Ốc bu không anh ơi? Ốc không. Vậy là nó ngập nước rồi. Nếu có ốc bu gì là ngập nước nó mới vô. Rồi ếch quá bự rồi. Để lên trên luôn cha, đem bụi đó lên trên luôn cha. Ếch quá. Ôi giời. Con ếch gì non nưỡng luôn em ơi. Một mình nó đầy đi. Lê gai. Con. Để đi anh đi ra đem giữa. Con nữ con ếch luôn, ếch cái rồi nè. Cái này đặt trúng à. Đây lúa sắp tắt rồi. Hồ về xuống lòng mương ăn cá. Trời ơi. Út gì vậy? Ếch. Ngày ơi, ngày ơi. Ếch này ếch cái rồi nè, không có hai cái lỗ kia. Đúng rồi. Không có lỗ rồi, con ếch cái đó. Tò mã. Người tà mỏ. Nhảy quá nhảy mà. Ui. Lắm. Chết quá con ơi. Chết quá hả? Nhà cái dừa cái ao này thì mấy cho con mình đã có 3 cái thôi, giờ mình sẽ đi lại cái vườn cam. Vườn cam thế nào cũng hết không. Nó quậy cái lợp đen sình luôn kìa em, mà không biết mấy con à. Con mà ếch bự. Ếch bự không à. Ếch bự mà cũng được rồi hay không. Lập đây đi. Dạ, nó thành căn chó chơi hôm nữa rồi đó. Không biết sao đây. Chạy. Ủa? Đâu có chạy đâu cha. Được quá. Cái gì vậy? Chưa có cái hôm nó có ấy không cha? Đó gì đó. Ủa sao kỳ vậy? Sình nó lên kẹo luôn á em. Rồi, cái này không có rồi cả nhà ơi. Ê, từ. Lỏng hôm. Rồi, đây nè. Ừ. Cái này nó ra được rồi nè. Nè. Chết rồi. Một em. Còn cả nhà ơi. Ếch này trọng trọng không ơi. Không có ếch nhỏ em ơi. Điểm. Mở ra bên kia cho. Đó đó. Coi cái hết được nữa cha. Hai. Ít cái bự không à? Ít được. Ừ. Ít được. Nè. Ừ, được.
kẹo sình hết rồi nè. Kìa. Hai con cái gì nè? Hai con. Được mánh trời. Hai ba. Hai anh này. Ba con. Nó đang thụi lùi à. Nó nằm ở dưới á. Còn mấy cái nữa? Hết rồi cha. Ủa còn bên nhà của cha? Còn bắt đầu ở bên của cha đó. Nè. Ôi giời, ba con ếch bành kỳ luôn. Cho nó cái này đặt dạy mà. Bên kia cha, bên kia. Làm món được rồi. Ếch bự bự không em? Ê. Quá thích luôn anh ơi. Tại con bệnh cái đầu lại cho cha. Còn có con đực nữa rồi đó. Phone. Thì phone là gì em? Quan trời. Quan quan quan. Bởi vì nghe nó phone không biết gì. Phai. Gì phai chá. Chú. Tu chi. Dạ quên đúng rồi. Bỏ lâu quá. Ồ, ít cái nữa. Cái này tu phải không? Chi cha, con này chi. Là chi nè. Chi. Ờ em ơi. Không chịu vô vòng tay rồi. Chút nữa cho vô. Hết biết rồi mà. À, cái này ngon hơn đi số ếch. Thấy màu hơn. Ôi, kết quả. Cha đặt cũng mấy con cha? Con một. Mà bự anh ơi. Đây tổng ếch bự không? Thằng khủng, thằng khủng. Ê, cha đặt kiểu đồ có chạy được rồi, sao không chạy? Đó thì có lúc này lúc kia chứ đâu phải lúc nào cũng chạy đâu chứ. Có trầm trọng không em? Cái không, anh hết cái nhiều. Con nào cái mỏ tha son hết trơn. Nhảy vô lập. Nhảy vô cái gì con. Hỏi em. Dạ. Có lập chê á, nó ít chày mỏ. Đi đi đi. Đây có đặt chưa? Không. Ô chú giò bình nè. Ô ít bự em ơi. Cái này con ít bự. Kìa cái dấu giòn đó, chú giò ít bự. Trời ơi không có một con. Từ từ con coi coi. Chị tiện. Chú giò cái à. Thơm lỏng. Nè có chú giò nè. Màu hết trơn rồi đây nè chứ. Chà chà cái này là mình phát hiện chú giò trong cả nhà nè. Không còn một cục mồi luôn. Rồi bỏ tay. Mồi không còn một cục trong đây luôn nè. Lập trống không luôn cả nhà. Thôi mình đi tiếp. Bó tay. Nãy cái hôm kia thì nó vụt ra cái gì nó ếch nó ra. Cái hôm nữa không vụt. Mà mụ nó không có luôn. Có. Có. Ủa ít bự. Vô bạc rồi. Ôi vô bạc nữa ổn xùi ơi. Không, ủa trời cầm lộn đầu kiếm cái cọng dây hoài. Ta kiếm ít bự mà. Dây này nó vụt nè, ném ra được nữa nè, thấy không? Nè, nó vụt quăng bên nữa nè. Một em, một em. 2, 4, 7, 9 cái mới đủ. À, mới đủ rồi. Trời ơi, cái này gì mà không chạy quá. Áp thiệt. Khoảng 3 cái hả? Khoảng 3 cái với nhà mình 3 cái. Đúng rồi. 3, 6. Ở đây 9, 15. Cái im ghê. Đi, đi. Lớp em ơi, hết màu luôn.
Tam Lập cũng đã xong rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ về rồi chút làm món ở nhà xem sao ha. Hôm nay mấy cho con mình trúng mánh nha cả nhà ơi. Thì 15 cái lọt à. Cái số ít về chút mình cân coi bao nhiêu. 15 cái. Cân 15 cái lọt hả cha? Không, 15 cái lọt. Cân số ít. Giờ mấy cho con mình đi về. Nãy Út qua thăm thì Út nói ở tại đồng, bây giờ về tới nhà rồi thì cho kiểm số ếch rồi mình cân coi 15 cái lọp này được nhiêu ếch rồi có chất lượng hay không, rồi mình rút kinh nghiệm mình mua thêm. Mua thêm 5 cái nữa là 20 cái nha con. Rồi đặt là 2 kg gì hả? Móc dây. Rồi móc cái đó. Hai ký luôn em ơi. Hai ký. Nó yếu à, chân ký chín á. Nè. Hai ký yếu này cả nhà. Rồi, bằng đi soi nha. Ngon lắm. Ít bự không mà chơi với lại đi cái này nó khỏe nữa, hổng đi soi cho con mình đi. Cái này được nhờ cái 4-5 trái không à. Dạ. Cái phần ếch đó cả nhà. Thì mình đặt lọt về thành quả mình mặn xong á, được nhiều bữa nay Út chế biến cho các con nấu. Thì cái biến món thứ nhất là rau ngổ, ếch mình để da xào rau ngổ một mớ, còn một mớ mình muối mặn mặn mình chiên muối xả đây đó nha, mình chiên mình ăn có lạc có mặn. Rồi ếch nếu mình để da thì mình muối nó không có thấm, nó tùy theo khẩu vị cả nhà, thì theo món. Rồi bắt đầu mời cả nhà vô biết với gia đình mình luôn. Rau ngổ quá tươi quá ngon luôn. Rồi nhúng lửa 2 bếp luôn à. Rồi. Phụ lật hành lật rau cho con nấu rồi cả nhà. Để từ nó lên tay. Bán là nhiều tiền không mà gặp chồng quá chồng đúng không? Nó rẻ lắm chơi. Dạ. Ở chợ một bó bán 5.000 à, nhiều quá, lắm. Chồng. Với lại rau ngổ ăn không được là hơi khó ăn á cha, tại nó có vị nhẵn á. Nhưng mà ăn nó nên thuốc. Nhưng mà người biết ăn thì ngon. Hay ngon. Người nào ăn nhẵn cũng được, người ta nói hơi bự. Đúng rồi, như hú qua gì đó con. Hú ăn đắng không quen này. Mà con thấy rồi, cái nào có vị nhẵn vị đắng là ăn nó sẽ mát nên thuốc. Cái phần ếch á mình chế biến là phải đổi liền liền cả nhà ơi. Chứ mình để một món hay hoài ăn nhóm hai món mình làm tới lui hoài, còn mình đảo một thời gian lâu mình trở lại từ đầu chứ không có ra món hoài mà sáng tác được nha cả nhà. Thì cái phần ra món thì mình trả lại tới công thức muối cả nhà ơi. Mình cái muỗng muối này nè, mình nửa muỗng muối, không tới nửa muỗng nha, muỗng nhỏ bột ngọt cả nhà ơi. Muối tạo chất mặn, còn nước mắm tạo chất thơm nha cả nhà.
mình không có xài đường. Mình cho xả bầm vào. Bầm. Miếng nước khô nữa. Tại vì mình ăn xào mặn, xào rau găm hoài, bữa nay mình đổi lại. Đổi lại ếch mình muối xả chiên. Chảo cũng nóng rồi cả nhà ơi. Giờ mình cho dầu vô mình chiên. Hôm nay anh Nho sẽ chiên ếch, còn em Ba sẽ xào. Em Út là phụ bếp. Rồi xôi cả nhà ơi, cho tỏi với hành vào. Giờ ếch thấm rồi cả nhà ơi, với dầu mình cũng sôi, giờ mình cho vô mình chiên luôn. Vàng cả nhà ơi, cho ếch vào. Ớt răng cả nhà ơi, bây giờ thì hơi vô cho một ít dầu hào. Đường. Cho dầu hào là làm cái món xào của mình nó thêm đậm đà luôn. Ếch xào giờ cũng chín rồi cả nhà ơi. Bắt đầu mình sẽ cho rau ngẫu vô. Lâu không đập cái nó bị dị. Rau ngẫu cũng chín rồi cả nhà ơi. Giờ thì cho hành vào. Bây giờ nó cũng vàng như này, mình đợi cho nó vàng hơn như kia nữa là xong. Dạ, thức ăn gia đình mình đã nấu chín rồi. Món này là ếch xào rau ngổ, ếch chiên xả nước mắm. Dạ, Trang xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức cơm với gia đình mình nha. Cơm cũng đã chín rồi, cả nhà dùng cơm với gia đình mình. Chấm nước tương ở nhà ơi, mời cả nhà ếch xào rau ngẫu. Sao cha? Cảm nhận. Cũng được. Chào mời cả nhà luôn nha. Thơm rau ngẫu. Ngon em ơi. Thịt ếch thì dai dữ. Dạ mời cả nhà nha. Dạ xin mời cả nhà. Quá lạ. Có gần nhà xương luôn. Xương ngay luôn. Ừ.
sao không? Đến sau là bớt một hôm chạy đều đều hết bự luôn. Mưa ai nó vô vườn tại mình đặt gần vườn á, là mấy cái vườn lâu năm á cả nhà, trời ếch nó bự mà dưới tầng vườn mới chắc nước ra, mình đặt nó chạy lắm, cắn nước ra 2-3 ngày là ếch nó ăn ở khu vực đó hết màu là đâu có ra nữa, đi chỗ khác á. Mình đặt lập ếch mấy lần rồi đó, đợt bữa nay đợt này là thành công nhất rồi nè. Cái nhiều là đều luôn á. À, không nhiều. Nó mà nhiều nữa chắc có 3-4 ký luôn á cha. Ta thấy là lúc kia là vừa ăn à. Thứ hai là có xả nó thơm nữa. Nếu mà ớt mắm vô nó thơm thơm ngộ lắm. Có hành mắm bắp tạo mùi thơm. Nhưng mà có ớt mắm cái chiên có nó hơi dằn nó dằn. Mà nó ngon. Giờ ớt này ăn bổ cái nhà. Mình thuốc lắm. Đã bổ nên thuốc rồi còn thêm rau ngổ nữa. Còn biết cỏ trước không? Có gì đó? Cỏ trước á. Bữa nào đó chào cỏ trước bữa rồi. Có thước ăn nhẵn nhẵn như gì vậy? Con ổ mà cộng nó bự, lá như lá nghệ gì á. Mà ở đây cho kiếm hoài không được. Con không biết cỏ thước. Em biết cỏ thước không em? Không anh ơi. Không luôn. Bị bệnh đó, mất gan. Không, còn mới nghe cỏ thước luôn á. Chứ còn nào em chưa biết. Cho kiếm hoài không được. Con xào gì là chuẩn rồi nè. Dịnh theo công thức đi ra như vậy. Nên mấy rồi cũng chuẩn, muối cũng chuẩn. Làm chết cái tay niêm là món khác con làm đi ra như vậy là cũng ngon. Mà tùy theo ha. Tùy theo món. Ăn kèm với hấu dễ ăn. Cũng ngọt ngọt. Nhưng mà con thấy món gì cũng vậy chơi. Niêm để muối ít, từ từ cái mình đúng tăng rồi. Lên. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Vô mình để nhiều cái mình cứu không nổi luôn. Để gì cũng có hàm lượng á, riêng của nó. Nó ăn gì cũng vậy hết. Như hết. Mình ăn mình đổi món hoài, mình ăn nó không ngán. Mình có nhiều mình ăn cứ vậy vậy hoài, gặp cái mốt này ngủ cũng nằm mơ thì cũng thấy hết luôn. Không ít, đi gần một món thiệt mà con chế biến nhiều, ví dụ rau bữa nay rau này, mai rau kia gì đó, cũng món hết mà ăn nó được, nó không ngán.
mấy cái này nè, giòn giòn nhai luôn, đã. Mấy nè, mấy răng nhỏ nhỏ còn nhai, có răng nhai ngon. Dạ, gia đình mình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà ơi. Xin phép cả nhà khép video lại ở đây nha. Hẹn cả nhà những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.